Vừa khai trương, chủ shop bị quậy tung mâm cúng cô hồn và cái kết không ngờ. Theo chủ video chia sẻ, anh cùng vợ mới đây khai trương shop bán quần áo trẻ em tại nhà. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, người đàn ông bày biện một mâm cúng cô hồn chu đáo để ngay trước cửa shop đồ. Vậy mà vừa quay vào nhà được 2 phút, biến lớn lao tới cản không kịp. Từ đâu, một nam thanh niên phóng như bay đến trước mâm cúng. Cứ nghĩ thứ mất đi sẽ là hoa quả bánh kẹo. Nhưng đúng là có những nước đi không ai có thể ngờ tới. Anh ta nhanh tay nắm chắc thành bàn inox hất tung lên, cuỗm gọn chiếc bàn chưa bóc hết siêu chạy ào đi. Cứ nghĩ phi vụ chót lọt, nhưng thanh niên kia cùng đồng bọn đâu biết, phía sau còn có một bất ngờ lớn hơn đang chờ. Hóa ra ngôi nhà của chủ shop là hai mặt tiền. Người đàn ông trong nhà kịp thời phát hiện sự việc, nhanh chóng phi ra đường bằng cửa nách, tấn công trực diện họ và thành công lấy lại được chiếc bàn mới tậu. Nó giống như chiếc lốp xe này này. Hơi non. Cộng đồng mạng sau khi xem xong phi vụ cướp của chóng vánh thì được fan dở khóc dở cười. Không rõ rốt cuộc là cúng đồ hay là cúng bàn nữa. Này, cái bàn inox đó giờ mắc lắm đấy. Chắc trên bàn không có gì quý giá bằng cái bàn đấy rồi. Rốt cuộc chủ nhà cúng bàn hay là cúng đồ ăn đây? Tất cả đồ trên bàn cộng lại cuối cùng vẫn không bằng giá của một cái bàn. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi xem xong tình huống trong video? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!